mấy cái chòm lúa cặp cái đường mương các bạn ơi, cặp cái mé vuông. Để sát quá không được, còn nó lúng. Phía trước này cái đống gốc cây này các bạn. Đây lúc trước dừa nước không các bạn, móc bờ lên làm ruộng nè, và cái đống là bập bè lá dừa đâu còn nằm trên bờ nhóc chân chưa gã ra được nữa kìa. Mấy cái chòm lúa cặp cái đường mương các bạn ơi.
đập cho mé vuông. Để sát quá không được. Đang vô các bạn ơi, thì ở trong này chiếc DC70 bị mắc lầy rồi các bạn, nhờ máy kéo chạy vô hỗ trợ kéo lên. Đây, chở lúa vô á, chở lúa vô trước coi là kéo không biết. Rồi, nhưng mà kéo lên trước nè. Ở phía này chưa có cắt lúa các bạn ơi. Đường chạy qua. Ồ này phải cắt lúa rồi. Dẫn qua đây nè. Tại thì máy chạy qua tới đây thì bị sập cái lỗ này các bạn. Lên không được rồi, giờ đợi máy kéo chạy qua ha. Máy phải cắt lúa để dẫn chiếc máy kéo vô đây kéo lên mới được các bạn. Quá khó rồi, mới cắt qua tới mở vạc bên đây. Ồ, anh này anh cắt quá hay các bạn ơi, anh cắt tới máy luôn nè, giờ máy kéo di chuyển đi lại các bạn. Rồi vô vuông cái này đứa nè, cái vuông này nó có vuông này nó quay đầu liên tục. Này gặp dàn máy ở Kinh Năm Thạnh Trị xuống dưới thứ hai này cắt lúa các bạn. Cắt mấy miếng vuông này. Giờ tăng cường thêm hai ông anh nữa nè các bạn ơi, cũng cắt lúa. Mấy anh này thì nãy giờ tôi đi cắt lúa cặp cái bài. Giờ lại gom lại cắt tiếp nữa nè. Để nó kéo lùi sát rồi luôn nè. Chuẩn bị bắt xích vô để kéo. Rồi bắt cộng dây xích vô rồi các bạn ơi, giờ thì hai anh máy khởi động máy lên sẵn rồi nha. Rồi cũng đi kéo nè. Lên các bạn ơi, cực lỗi. Rồi như mấy anh kia. Máy kia chạy kéo anh kia được rồi. Rồi lên nha các bạn. Cái đống dừa nước ở đây cho biết cái cánh đồng này khai phá ra là hầm ruộng nè. Máy tiếp tục hoạt động các bạn ơi. Ồ,
kiếm đi qua lấy lúa nè. Rồi rồi rồi. Thấy không chị? Ôi trời. Làm làm. Tưởng đâu ông chạy xuống đó dính luôn chứ. Cái chỗ xanh xanh này các bạn, chỗ đường mưa ngang. Chúa ở đây giống gì mà cây nhỏ nhỏ luôn. Kìa các bạn ơi, giờ đợi máy kéo ra, cứ chờ máy kéo chạy ra ha. Ngoài lúng ra đầu ngoài cái cầu này nhúng quá thì nhúng, cái cầu 6 mét, hai bên 10 cây xích. Trước cho máy kéo chiếc máy cắt lên nè. Hôm nay chia sẻ máy ADC70 các bạn ơi. Hiện tại đang phù hợp trong miếng vuông mà còn cái cù nữa các bạn. Đất này khá lúng nên máy lùi ra lùi vô cũng khó rồi. Còn có cái cù mà thấy anh tài xế xử lý cũng khó nha. Trong đó nó lúng đó, không có chạy thẳng lên đây được, chạy đâm vô mà. Quá trời. Gắn cắt cho hết các bạn ơi, chứ nó lúng nhiều lắm. Trên đó là cái bò, cái là cái dừa nước đó, nó móc lên đó không đấy, nó mới làm phá ra xà lúa này. Không có chạy thẳng được.
cho mé vuông. Để sát quá không được. Cầu này nó nhúng quá trời nhúng. Xe ơi, ơi, ơi. Suốt cái đống lúa bó đó các bạn ơi. Rồi giờ chiếc máy kéo chở mấy bao lúa này chạy qua giữa cầu các bạn ơi. Bây giờ trong cái miếng này nãy giờ kéo cũng 3-4 chiếc rồi nè, có mấy bao. Rồi dưới cầu nó nhúng rồi. Kéo cũng 3-4 chiếc này nè, có mấy bao. Rồi dưới cầu nó nhúng rồi.